những kỷ lục vĩ đại Messi nắm giữ mà có thể không bao giờ bị xô đổ. Messi đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục vĩ đại của làng bóng đá thế giới. Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp của mình, siêu sao người Argentina đã thiết lập hàng loạt kỷ lục mà theo truyền thông Anh nhận định có thể sẽ không bao giờ bị xô đổ. Chơi nhiều trận nhất cho tuyển Argentina, 176 trận. Lúc này, Messi là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Argentina với 176 lần, hơn 29 trận so với người đứng thứ hai Javier Mascherano, đã giải nghệ. Trong khoảng thời gian khoác áo tuyển quốc gia, Messi đã bỏ túi 104 bàn, lên ngôi ở Copa America 2021 và World Cup 2022. Nhiều khả năng Messi sẽ tiếp tục tham dự Copa America vào năm sau. Giành nhiều chiếc giày vàng châu Âu nhất, 6. Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong một mùa tại giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Trong sự nghiệp, Messi đã từng 6 lần chiến thắng danh hiệu này ở các mùa 2009, 10, 2011, 12, 2012, 13, 2016, 17, 2017, 18, 2018, 19. Ronaldo là người đứng thứ hai với 4 lần. Dù vậy, Ronaldo hiện đã không còn thi đấu tại châu Âu. Giành nhiều danh hiệu tập thể nhất, 44. Sau khi vô địch League Cup hồi tháng 8, Messi chính thức vượt qua Dani Alves để trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu tập thể nhất với 44 lần lên ngôi. Người còn thi đấu gần Messi nhất trong danh sách này là Andres Iniesta với 37 danh hiệu. Ở tuổi 39, khả năng Iniesta vượt qua được Messi gần như không thể. Ghi nhiều bàn nhất cho một câu lạc bộ, 672 bàn. Messi đã ghi được 672 bàn sau 778 trận cho câu lạc bộ Barca. Trong lịch sử, không có cầu thủ nào lập công nhiều hơn Messi cho một đội bóng. Hè này, Messi từng có ý định trở lại khoác áo Barca. Dù vậy, siêu sao người Argentina sau đó đã đổi ý ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga, 474 bàn. Alan Shearer là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ngoại hạng Anh với 260 pha lập công. Còn Messi, anh ghi được gần gấp đôi con số này ở La Liga với tổng cộng 474 bàn. Theo nhận định, rất khó để cầu thủ nào có thể phá vỡ được kỷ lục này trong tương lai. Ghi bàn nhiều nhất một mùa ở La Liga, 50 bàn. Messi và Ronaldo từng cạnh tranh gắt gao cho danh hiệu vua phá lưới ở La Liga. Mùa 2014-15, Ronaldo bỏ túi 48 bàn nhưng con số này vẫn chưa bằng thành tích 50 bàn của Messi vào mùa 2011-2012. Ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch, 91 bàn. Năm 2012, Messi đã có mùa giải đáng nhớ khi ghi được đến 91 bàn trong màu áo Barca và tuyển Argentina. Thành tích này giúp Messi phá vỡ kỷ lục 85 bàn đã tồn tại 4 thập kỷ của huyền thoại Gerd Müller. Giành nhiều quả bóng vàng nhất, 7 lần. Trong lịch sử, vỏn vẹn 10 cầu thủ giành được hơn một quả bóng vàng. Duy nhất Ronaldo và Messi có trên 3 quả bóng vàng. Tại đây, Messi vượt lên Ronaldo khi giành được 7 quả bóng vàng, hơn 2 danh hiệu so với người đồng nghiệp đến từ Bồ Đào Nha. Thậm chí, Messi đang đứng trước cơ hội nâng thành tích của mình lên con số 8 khi là ứng viên số 1 cho giải thưởng này năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tới đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.